Xin chào các bạn. Vậy là năm 2016 đã chuẩn bị kết thúc và đây có lẽ cũng đã là lúc thích hợp để chúng ta có những tổng kết trong suốt cả một năm vừa rồi liên quan đến công nghệ. Và bởi vì các bạn, những khán giả của S Channel thích nghe những lời chê bai, những lời chỉ trích hơn, nên chúng ta sẽ ngay bây giờ bắt đầu series này với những thất bại và những sự cố đáng tiếc nhất trong năm 2016 của các hãng công nghệ lớn. Và đầu tiên thì hãy cùng nói đến Samsung. Đây là hãng có nhiều bê bối nhất trong năm vừa qua. Không chỉ là các vụ việc liên quan đến chất lượng sản phẩm hay là về khâu kiểm tra an toàn trong quy trình sản xuất, Samsung còn vướng phải nhiều vụ lùm xùm hơn thế nữa trong suốt cả một năm vừa qua. Ngày 2 tháng 8, với màn giới thiệu hoành tráng tại New York, ngày 19 tháng 8 bắt đầu bán, Galaxy Note 7 đã có một màn chào sân quá là ấn tượng khi mà nó nhận đến 200.000 đơn đặt hàng tại Hàn Quốc chỉ trong có 2 ngày mở bán đầu tiên. Chưa đầy 2 tuần sau, các báo cáo cháy nổ đầu tiên đã xuất hiện. Ngày 2 tháng 9 thì Samsung chính thức thông báo thu hồi Galaxy Note 7 trên toàn cầu trong bối cảnh là mới chỉ một tháng thôi, hãng đã bán được đến 2,5 triệu máy. Các máy mới được đổi cho khách mua vào cuối tháng 9, nhưng đến đầu tháng 10 chúng lại tiếp tục nổ cả ở trên máy bay. Vào ngày 11 tháng 10, Samsung chính thức tuyên bố kết liễu cuộc đời của chiếc điện thoại này. Và giờ thì các biện pháp hạn chế sử dụng và thu hồi cuối cùng thì cũng vẫn đang tiếp tục được khẩn trương áp dụng. Samsung còn bị đặt dấu hỏi về chất lượng của sản phẩm máy giặt bởi vì chỉ ít lâu sau sự cố điện thoại thì đến lượt 2,8 triệu máy giặt của hãng này bán ở trên toàn nước Mỹ cũng bị thu hồi khi mà các rung động bất thường của máy giặt có thể khiến nó bị nổ và gây thương tích cho người dùng. Còn ngay trong những ngày cuối năm, khi mà cả đất nước Hàn Quốc đang rúng động trước vụ việc Tổng thống Park Geun-hye để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil dù không có chức vụ gì nhưng vẫn thao túng quyền lực ngầm, thì Samsung cũng lại là một nhân vật có dính líu. Hãng bị cáo buộc là hối lộ 20 triệu đô la Mỹ cho hai quỹ của bà Choi Soon-sil, bơm một lượng tiền lớn cho bà này và cả gia đình của bà, thậm chí là còn tài trợ huấn luyện cưỡi ngựa cho con gái của bà Choi. Nên động thái vuốt ve này có thể hiểu đơn giản là một cách để có thể được Tổng thống Park sủng ái. Apple cũng là một thương hiệu chịu tương đối nhiều chỉ trích trong năm vừa qua. Người ta có thể chấp nhận được việc một thực tế đó là iPhone 7 không có jack cắm tai nghe và sống chung được với nó. Tuy nhiên thì việc một chiếc máy tính như là MacBook Pro, một máy tính gắn chữ Pro nhưng lại bắt người dùng phải mua những cổng kết nối giao tiếp cơ bản nhất, ví dụ như là cổng USB bình thường hay là khe cắm thẻ nhớ, thì là một điều không thể chấp nhận được. Và Apple còn vướng phải liên tiếp nhiều vụ lùm xùm khác trong suốt cả năm. Ngay cả những người là fan của Apple hay là dùng MacBook lâu năm cũng phải công nhận là chiếc MacBook Pro 2016 khá bất tiện. Người ta có thể học cách sống với iPhone mà không cắm được tai nghe theo kiểu bình thường. Nhưng một chiếc MacBook Pro dành cho những người làm việc chuyên nghiệp và nó không phải là MacBook Air hay là MacBook 12 inch. Dù đẹp hơn, dù có giải màn hình cảm ứng Touch 3 mới nhưng lại không thể cắm USB theo kiểu bình thường, không thể sạc cho iPhone, không thể cắm thẻ nhớ, mất đi cổng sạc MagSafe dính chặt như nam châm. Thiết kế của dòng máy này dưới góc độ thiết kế thì là một bước ngoặt, nhưng xét về thực tiễn sử dụng thì nó lại gây ra quá nhiều những rắc rối không cần thiết. Những sản phẩm khác của Apple thì cũng không hề suôn sẻ trong suốt cả năm, gần như chẳng còn ai muốn nói gì về iPad trong năm nay. Quý 4 năm 2016, Apple chỉ bán được 9,2 triệu máy, con số thấp nhất kể từ quý 3 năm 2011 cho đến nay. iPhone 6s và 6s Plus thì bị chóc sơn nghiêm trọng, bất kể người dùng có bảo vệ hay là che chắn máy kỹ thế nào thì vẫn có nguy cơ bị chóc sơn. iPhone 6 và 6 Plus thì gặp lỗi liệt cảm ứng, iPhone 7 và 7 Plus thì có chênh lệch quá lớn với tốc độ mạng 4G giữa các phiên bản. Hệ điều hành iOS 10 thì cũng chứa rất nhiều lỗi, đặc biệt là tình trạng bất chợt sụt pin và sập nguồn khi máy còn tới 30% pin ở bản 10.1.1. Nhìn chung là Apple không bi thảm như Samsung, nhưng cục diện về hãng này trong năm 2016 thì cũng không có nhiều điểm sáng mà đa phần là những dấu hiệu nhạt nhòa. Tuy nhiên trong các đơn vị công nghệ lớn thì có lẽ LG là hãng thảm bại nhất năm nay ở mảng di động. Những chiếc điện thoại làm ra nhưng không có ai mua. Một đun lắp ghép, một ý tưởng được cho mới đầu là rất hay nhưng lại thất bại thảm hại. Rồi sau đó là cả những sự cố điện thoại tự nhiên lăn đùng ra chết thì vẫn cứ còn đeo bám sang suốt cả năm nay. Danh hiệu điện thoại bất hạnh nhất của năm 2016 nếu có thì chắc chắn sẽ phải được trao cho cả hai chiếc G5 và V20 của nhà LG, bởi vì số phận của chúng hẩm hiu theo những cách hoàn toàn khác nhau. Ý tưởng module tưởng như là thú vị với khả năng tháo nắp dưới để thay thế bằng những tay cầm chụp ảnh, loa ngoài hay là camera 360 độ đã thất bại hoàn toàn khi mà chúng đều khá đắt và khách hàng không muốn quan tâm. Doanh số bán G5 trên toàn cầu ban đầu ước đạt 12 triệu máy, nhưng theo một tính toán thì cùng lắm đến hết năm nay LG mới bán được 5,5 triệu chiếc. LG đã nhận ra vấn đề và thừa nhận là sẽ làm ra những thiết bị đáp ứng kỳ vọng của người dùng, chứ không phải là tự chuốc lấy rủi ro và mang đến những thứ mà không ai cần như thế. Tại Việt Nam thì LG còn hứng chịu chỉ trích kịch liệt của cộng đồng công nghệ khi mà họ tỏ thái độ xem thường nước ta, chỉ có ý định đưa bản cấu hình thấp của G5 về bán. Rồi sau đó cùng với hoạt động tái cấu trúc của mảng di động trên toàn cầu thì G5 cũng hoàn toàn không xuất hiện trên các kệ hàng chính hãng ở trong nước, nhường toàn bộ đất cho Galaxy S7 và S7 Edge của Samsung tự tung tự tác trong suốt mùa hè năm nay. Còn chiếc V20 thì lại gặp vấn đề về thời điểm. Nếu như LG không cố chấp tung ra cùng thời điểm với iPhone 7 thì có khi cuộc đời của V20 đã sáng sủa hơn như thế này, bởi vì đây là một điện thoại gần như hoàn hảo về mọi mặt.
iPhone đã choán hết mối quan tâm của giới truyền thông và người dùng đại chúng trong những ngày đầu tháng 9. Người ta cũng sợ hãi khi mà mua điện thoại LG bởi vì nó có thể lăn ra chết bất kỳ lúc nào. Lỗi boot loop hay còn là tình trạng đang yên đang lành thì tự nhiên bị khởi động lại và tắt mãi ở màn hình khởi động, xuất hiện từ chiếc G4 của năm 2015. Nhưng mãi đến đầu 2016 thì LG mới chậm chạp thừa nhận vấn đề. Rồi đến chiếc V10, G5, V20 và cả Nexus 5X được làm riêng cho Google thì cũng xuất hiện một số báo cáo về tình trạng tương tự. Vận đen có lẽ sẽ vẫn còn tiếp tục đeo bám LG sang đến cả năm sau. Microsoft thì cũng đã có một năm tương đối thành công trên nhiều mặt trận, tuy nhiên thì nó lại trừ mảng di động ra. Mảng di động của năm nay chứng kiến việc là hãng không tung ra thêm bất kỳ một chiếc điện thoại Lumia mới nào ở dòng cao cấp nữa. Cùng với đó là việc hệ điều hành Windows 10 trên di động bị bỏ bê và chúng ta gần như không thể nhìn thấy tương lai cho hệ điều hành này. Tình hình của những chiếc điện thoại Lumia chạy Windows đặc biệt xấu ngay từ những ngày đầu năm khi mà Microsoft công bố lượng bán máy được trong quý 1 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2015. Người ta dần nhận ra những tín hiệu bất thường khi mà Microsoft sa thải gần 2.000 nhân sự ở mảng di động, liên tục mở các đợt bán tống bán tháo dòng Lumia trong suốt cả một năm. Rồi đúng là như vậy, các nguồn tin cho biết là Microsoft đã có kế hoạch xóa sổ những chiếc Lumia bằng việc dừng bán dòng máy này sau khi năm 2016 kết thúc. Dù Nokia đã có đối tác khác để giao phó nhiệm vụ làm sống lại thương hiệu của mình, nhưng Microsoft vẫn là một tội đồ khi mà đã đẩy Nokia và dòng Lumia cho đến bờ vực ngày hôm nay. Còn riêng về nền tảng Windows 10 trên di động, bên cạnh các bản cập nhật định kỳ cùng lúc với trên máy tính, thì cả năm nay Microsoft im bặt cho những câu hỏi về bổ sung tính năng, kết nạp thêm đối tác hay là phát triển kho ứng dụng. Win 10 vẫn nhàm chán về hình thức và nghèo nàn ở nội dung y như là cách đây một năm. Trong khi đó, Android và iOS thì tươi mới mỗi ngày. Thị phần của Windows trên di động riêng trong năm nay tụt tiếp từ 0,8% hồi đầu năm, tức là ở trong quý 1, xuống gần ngưỡng tuyệt chủng là 0,3%. Và những thất bại thảm hại trong top 5 của năm 2016 chắc chắn sẽ phải gọi tên Yahoo. Những tưởng rằng bán được mình đi là xong, nhưng mọi thứ chưa chấm dứt tại đó. Yahoo liên tiếp vướng phải các vụ lùm xùm liên quan đến việc rò rỉ và làm thất thoát dữ liệu người dùng, và con số dữ liệu thất thoát lên đến hàng tỷ. Và tai tiếng này chắc chắn sẽ làm cho Verizon, đối tác chuẩn bị mua lại Yahoo, sẽ phải xem xét cũng như là có các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro khi mà rước cục nợ Yahoo về với mình. Hồi tháng 9, Yahoo thừa nhận đã để lọt 500 triệu tài khoản trong một vụ tấn công hồi năm 2014. Vậy mà cứ tưởng là đã xong. Đến tháng 12, lại tiếp tục một lần nữa hãng này thừa nhận là hơn 1 tỷ tài khoản khác cũng bị tuồn ra trong một vụ tấn công khác hồi năm 2013. Chưa bao giờ ngành bảo mật trên thế giới lại chứng kiến một lượng dữ liệu lớn như thế bị xâm nhập. Và gần như tất cả những gì đủ để định danh chính xác về một người dùng mạng, gồm có họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, mật khẩu và câu hỏi bảo mật, tưởng như được canh gác bởi hàng rào bảo mật của một hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới, lại có thể dễ dàng bị vượt qua, bị đánh cắp và bị đem giao bán dễ dàng như là đi bán đồ ăn trộm ở tiệm cầm đồ. Sau hai vụ rò rỉ đặc biệt nghiêm trọng, hãng viễn thông Verizon của Mỹ đang tìm cách hạ giá mua Yahoo ban đầu từ 4,83 tỷ đô la xuống thấp hơn, và cũng không loại trừ khả năng là họ sẽ rút khỏi vụ mua bán đầy rủi ro này. So với năm ngoái thì những dấu ấn thất bại trong năm nay nhiều hơn, trải dài từ đầu cho đến cuối năm, có mức độ nghiêm trọng cao hơn và chính vì thế nó cũng đáng buồn hơn. Tuy nhiên nếu như không có những dấu ấn này thì chắc chắn là các bạn đã không bật SNL thường xuyên để theo dõi phải không nào. Chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục đến với phần tổng hợp thứ hai về những thành công đặc sắc và rực rỡ nhất trong năm 2016. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.